Ôi, nhìn thấy một con cua các bạn ơi. Một con cua. Ôi ôi, mùa mưa mới xuất hiện mà cua đã có mặt rồi. Mình tưởng là chỉ có ốc thôi chứ, có cả con cua nè. Ôi, thôi mình sẽ thả cho nó đi nha. Không có bắt để cho nó. Chắc là nó đang có con hay sao á. Thôi đi. Không có bắt đâu. Đi nha, yên tâm nha. Rồi, đang quay cái hoa súng này chuẩn bị nở đẹp quá mà tự nhiên thấy con cua nó xuất hiện. Hoa súng đẹp ha. Đêm qua thì trời mưa lớn lắm các bạn ơi. Nó chỉ có mấy cơn mưa đầu mùa thôi mà cái vườn của mình nó bắt đầu ngập rồi nè. Thì năm nào cũng vậy, năm nào tới mùa nó cũng ngập hết á. Nên là mình phải nhổ hết cái vườn rau cải của mình ra. Tại vì rau cải là nó không có ưa nước, mình không có trồng được dưới nước. Lá xanh mướt luôn, còn xương long lanh luôn. Rất là nhiều, hôm nay mình thu hoạch cả vườn luôn á. Có cái gì mà nó phát triển hơn bình thường là mình thu hoạch hết để chuẩn bị cho cái mùa mưa. Mùa mưa thì mình trồng rau má. Rau má thì nó ưa đất ẩm, và càng ẩm thì nó càng lên, cho nên là mình sẽ chuyển sang trồng rau má, gọi là mùa nào thức nấy. Rau thì chỉ có một chút xíu lỗ sâu thôi chứ cũng không nhiều đâu. Đó, hôm nay là có cho mấy mẹ bầu mẹ bỉm nha. Rau này là rau sạch organic tuyệt đối luôn. Mồng tơi vẫn còn đọng nước mưa nè, long lanh hạt nè. Những cái mầm này là hôm nay nó mới lên á. Đêm hôm qua trời mưa quá, hôm nay nó mới lên. Lá nó rất là chắc, là mình thu hoạch ngay sau cơn mưa luôn. Nếu mà vài cơn mưa đầu mùa thì không sao, nó sẽ rất là tốt. Đó, nó rất là tươi tốt. Nhưng mà nếu mà mưa mà để cho ngập như phía bên kia là mình không có trồng cải được nữa đâu. Mình sẽ trồng vào đó là cây rau muống, rồi cây rau lan, cây rau má, những cái loại cây ưa nước đó các bạn nha. Mình thu hoạch hết rồi. Đất bên này đang gieo cải và mình thấy nó ngập tình hình này là mình phải gieo rau muống hoặc rau lan vào đây thôi. Mới có vài cơn mưa đầu mùa mà cũng bắt đầu xuất hiện con ốc rồi đó các bạn. Con ốc nó rất là hay, mình không có nuôi nó đâu, nhưng mà có nước mưa là tự nó xuất hiện. Các bạn thấy nó đang di chuyển nè. Không biết từ đâu mà nó lại sống được ở khu vực này nữa. Mà mùa mưa thì lại có. Ôi, sáng nay hái đậu bắp quá trời mà vẫn còn sót đó các bạn. Cứ mỗi lần mà cơn mưa qua một phát là đậu bắp nó lớn nhanh như thổi. Vậy là trong cái giai đoạn đầu mùa mưa, mình sẽ chuyển cái khu vườn của mình từ những cây ưa nắng sang những cây mà ưa ẩm, như là rau muống nè, rau lan nè, rau ngò ôm nè, rau đắng, rau má. Đó là những cái loại mà cây ưa độ ẩm. Còn nếu mà mưa mà nhiều quá, ngập quá thì mình sẽ chuyển qua trồng sen, trồng súng nha các bạn. Vậy nha, chào mọi người, chúc mọi người một ngày vui nha.